Với mong muốn giúp học sinh tiếp thu nội dung môn học ngữ văn tốt hơn, không bị nhàm chán trong các tiết học, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái, thành phố Cà Mau đã đổi mới phương pháp giảng dạy với phương châm lấy học sinh làm trung tâm. Giờ đây, những tiết học ngữ văn ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Việt Khái đã trở nên lý thú, sinh động, hấp dẫn học sinh hơn. Đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo viên đã trao cho học sinh quyền tự chủ làm việc. Từ đây kích thích và khơi dậy khả năng, bản lĩnh của từng học sinh, năng khiếu của từng em cũng được bộc lộ. Trong cái chuyên đề thứ nhất này, nó được theo cái sự phân phối thời gian của ban chuyên môn á, là thực hiện trong 11 tuần. Thì nhóm chuyên môn đã phân ra ở những cái tuần đầu á, thì là giáo viên hướng dẫn. Sau đó thì các em bắt đầu tự thành lập nhóm. Các em sẽ chọn cái giai đoạn văn học và các em bắt đầu đi tìm hiểu. Các em tự tạo lập cái nhóm và để giáo viên kiểm tra thông qua cái Zalo nhóm của các em, xem các em hoạt động như thế nào để đánh giá về sau, cho điểm cho cái phần sau của các em. Học sinh luôn chủ động để chuẩn bị bài, giáo viên sẽ là người hướng dẫn. Các thành viên trong nhóm sẽ đảm nhận một công việc riêng, khâu khác nhau để chuẩn bị một bài báo cáo trên lớp. Học sinh sẽ tự tìm hiểu, tự nhận xét được các nhóm và đặt ra nhiều câu hỏi, từ đó giúp học sinh thể hiện tinh thần tập thể, tự tin trước đám đông. Theo chương trình mới thì chúng em sẽ là người đa phần là sẽ là tự tìm hiểu các vấn đề. Thầy cô sẽ là những người nhận xét và cho ý kiến để đóng góp. Nên là nó có một cái thuận lợi là khiến chúng em nhớ được kiến thức lâu hơn. Chúng em là những người tiên phong trong chương trình học mới. Nó cũng có rất nhiều cái còn bỡ ngỡ mà chúng em đang tập quen dần với chương trình học mới này. So với cái cách hoạt truyền thống thì em nghĩ rằng là các cách chuẩn bị thì nó sẽ khác nhau hơn. Vì đây là những cái bài mà do chúng em tự làm cũng như là tự soạn thảo, nên là cái phần thuyết trình cũng như là cái bài báo cáo thì nó cũng có nhiều phần thiếu sót, nhưng mà nhờ cô và cũng như các bạn đóng góp thì giúp cái bài của các em sẽ hoàn chỉnh và xuất sắc hơn. Với sự năng động, tìm tòi, thích cái mới, nhiều em học sinh đã sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính nên đã tạo điều kiện dễ dàng trong các môn học, đặc biệt là môn ngữ văn. Thí dụ như các bạn thiết kế một cái file để giới thiệu cũng khá là ấn tượng. Ở những cái nhóm khác thì các bạn sử dụng hình ảnh nó cũng trơn tru. Thành ra mình lợi dụng vào cái đó, và các bạn sử dụng cái PowerPoint để đáp ứng cho cái việc là thay vì các bạn sẽ photo hết cho tất cả các thành viên thì nó khá là tốn kém. Nên là các bạn trình chiếu lên cũng là một cách để cho tất cả các thành viên nắm được cái nội dung của mình. Không còn những giờ đứng lớp với những tiết dạy, giáo viên là người chủ động điều tiết. Giờ đây những tiết học ngữ văn đã trở nên sôi nổi hơn, học sinh say mê, thích thú hơn với những tiết học ngữ văn. Môn văn không chỉ mang tính khoa học mà còn là môn học mang tính nghệ thuật, lịch sử thông qua việc sử dụng ngôn từ. Vì thế, giáo viên cần phải vận dụng phương pháp, phương tiện dạy học một cách phù hợp, linh hoạt để không làm mất đi bản chất của tác phẩm văn học.